Chào mọi người, hôm nay Lộc chia sẻ cho mọi người một chiếc xe Polo Hatchback 2019 màu nâu được giảm giá rất là đặc biệt. Lộc thấy chiếc xe Polo Hatchback 19 và Polo Hatchback 2020 giống hệt như nhau và cùng model và cùng những cái trang bị bên trong an toàn cũng như là cách thiết kế. Vì vậy, nếu một chiếc xe Polo Hatchback 2019 mà mọi người mua về để phục vụ cho nhu cầu gia đình, phục vụ cho nhu cầu đi lại của mình thì Lộc nghĩ là nên chọn chiếc Polo Hatchback 2019 vì hôm nay nó được giảm giá đến 80 triệu trong cái tháng 9 này, và nó chỉ có 2 chiếc xe được giảm giá với cái mức là 80 triệu, 2 chiếc xe màu nâu. Đây là chiếc Polo Hatchback màu nâu 2019, giá cực kỳ tốt. Chỉ có 2 chiếc màu nâu được giá cực kỳ tốt như thế này thôi mọi người nhé. Màu nâu này rất đẹp và không có sợ bị dơ. Đây, mình quay cho mọi người. Màu nâu. Xem chi tiết của chiếc xe Polo Hatchback màu nâu này nha. Đây. Rồi. Bên ngoài. Chiếc Polo Hatchback này là xe và mẫu xe của Form 2020, cho nên phía cản trước chúng ta sẽ thấy là có cái hình lưới tổ ong này đó. Ở phần phía dưới thì có cái lườn đen được ốp phía bên ngoài, giúp cho nó có tính thể thao hơn. Những chiếc xe Form 2020 là sẽ như thế, nhưng chiếc xe này sản xuất 2019 nhá và có giá cực tốt trong tháng 9 này, chỉ duy nhất 2 xe thôi mọi người. Mâm xe 15 và mâm xe dạng nhiều chấu, cho nên nhìn nó phía những cái ốp đằng sau dạng thể thao hơn so với những chiếc Polo 2018 trở về trước, cho nên mọi người thấy rằng nó giấu cái bô ở phía dưới, cái ống xả phía dưới, và thay thế vào đó là một cái tấm ốp nhựa như thế này. Đẹp và thể thao nha. Ấn vào cái logo nè và bật nó lên. Cốp phía sau cũng khá là rộng để chúng ta đựng đồ. Đó mọi người xem. Xe mới cống luôn nhá. Nước sơn của hãng xe Volkswagen thì cực kỳ là tốt. Nước sơn của nó. Xe mình có trang bị camera lùi nè. Mình đóng cái cốp lại thôi, mình sẽ thấy là cái tiếng chắc chắn của xe Volkswagen Polo. Chiếc xe này thì theo mình được biết nó có chung khung gầm với người anh em là Audi A1. Nếu chúng ta để ý và chuyên về đam mê về xe Audi hoặc là xe Đức thì chúng ta sẽ thấy cách thiết kế ngoại thất của chiếc xe này hao hao giống như chiếc Audi A1. Và như lúc nãy là cũng nói là nó chung khung gầm với chiếc Audi A1. Và Lộc sẽ quay cho mọi người chi tiết xung quanh nó. Đó, chi tiết. Mình sẽ quay rất là chi tiết để mọi người không cần phải đắn đo hay là lên showroom xem kỹ, thì xem video của Lộc cũng có thể thấy được chi tiết. Còn chia sẻ thêm về xe hoặc là lái thử xe thì cứ gọi cho Lộc để Lộc sắp xếp xe cho mọi người lái thử. Mình sẽ quay chi tiết bên trong cho mọi người xem cái chiếc xe Polo Hatchback màu nâu sản xuất 2019 giá cực tốt này cho mọi người. Đó, vẫn đang còn nguyên tem. Nếu mà ai sở hữu trong tháng 9 này sẽ được lợi một số tiền rất là lớn. Và số tiền đó Lộc sẽ bật mí khi khách hàng gọi cho Lộc nhé. Đồng thời sẽ được một phần quà đặc biệt từ Lộc nữa nếu khách hàng chọn mua xe. Ghế da màu kem sáng nha mọi người. Nó ngoại thất là màu nâu và ghế da màu kem thì làm cho chiếc xe của mình nó sáng hơn, đẹp hơn.
xe vẫn đang còn nguyên tem nè. Và nội thất là ghế da màu kem nha, ghế da màu kem đang còn nguyên tem. Vừa về tới showroom VK Central nha mọi người. Xe model 2020 thì mọi người sẽ thấy là có cruise control ở đây. Cruise control được thể hiện ở đây nè. Cruise control sẽ rất là tiện lợi nha mọi người. Khi mình đi trên đường cao tốc hoặc là mình lái xe đường dài á, nhất là những cái đoạn đường mà hay bắn tốc độ về khu vực Đắk Lắk chẳng hạn hay đi Đồng Nai á, mà có cái tính năng cruise control này thì mọi người rất là đỡ mỏi chân. Lộc thử đề máy chiếc xe này lên và mình thử xem coi cái vô lăng của nó có nhẹ nhàng hơn so với những chiếc xe trước đây không nha mọi người. Thì nó đang nằm ở trong kho xe, thì Lộc chỉ chạy một cái đoạn ra phía đằng trước để thử cái vô lăng này. Đó, cái vô lăng của nó nhẹ nhàng lắm. Lộc chỉ cần dùng một tay và xoa thôi cũng thấy nó nhẹ nhàng. Vì vậy nó sẽ rất là phù hợp cho các chị em phụ nữ để sử dụng đi trong phố, cũng như là để sử dụng đi hàng ngày. Theo như kinh nghiệm của mình, nếu mua một chiếc xe để sử dụng, xe 2019 hay 2020 không quan trọng, vì 2019 và 2020 đều là có những option như nhau và số VIN như nhau, rồi khung gầm hay tất cả đều giống nhau. Chỉ có một điểm lợi cho những chiếc xe 2019, đó chính là một khoản tiền khá là lớn. Khoản tiền đó chúng ta thay vì là phải mua chiếc xe 2020 thì thay vì đó chúng ta dùng khoản tiền đó để làm cho chiếc xe của mình nó theo sở thích của mình. Mình có thể nâng cấp lên những cái option mà chiếc xe nó thêm hoàn hảo, đặc biệt là cá nhân hóa chiếc xe của mình. Đó cũng là một cái kinh nghiệm và cái chia sẻ để mọi người có thể chọn lựa cho mình một cái chiếc xe mà yêu thích nhất, hoàn hảo nhất. Những cái mình có thể lên được cho cái chiếc xe 2019 này để làm cho cái chiếc xe nó đẹp như là một cái chiếc xe màu vàng mà trước đây showroom của Lộc đã nâng cấp cho khách hàng, đó là như là bộ đèn LED, bộ đèn full LED rất đẹp, rất sáng. Bolo hatchback lên body kicker 400 và bộ đèn LED. Rồi đèn auto. Đó, cái phần đèn auto này cũng giúp cho mình tiện nghi hơn. Và thêm nữa, có thể là mình sẽ lên luôn bộ gương gập điện. Nó cũng là phần tiện ích, tiện nghi cho mình khi mà mình chọn lựa. Nếu như 80 triệu đó, chúng ta sẽ làm được rất là nhiều việc. Hoặc nếu để trang bị cho chiếc xe thì chúng ta có thể lên rất là nhiều option. Thí dụ như là camera 360 độ cho chiếc xe Bolero hatchback này, hoặc là bộ đèn LED như trong hình mà Lộc chia sẻ đây cho mọi người nè. Đó, bộ đèn LED như thế này rất là đẹp. Hay là đèn auto để lên cho nó. Chúng ta cũng có thể lên những cái option khác nữa, như là màn hình DVD cao cấp, hay là mình có thể lên được cái bộ tỉ tay ở đây. Rồi cái phần đuôi cá, cái đuôi cá ở trên đó, nó sẽ giúp cho cái chiếc xe thể thao hơn. Và cái cuộc chia sẻ hôm nay của Lộc đó chính là và chiếc xe Bolero hatchback 2019 hai chiếc màu nâu được giảm 80 triệu, đó là một món hời cho những khách hàng muốn mua xe để sử dụng và để phục vụ nhu cầu của mình.